Rồi, đầu tiên xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá tỉnh Tây Quốc. Hôm nay tục là một clip gồm lô càng câu nha mọi người. Thì lô câu này đa phần những cây càng câu cắm gốc hàng câu chích biển. Có những cây của UFM, Daiko hàng nội địa và một cây càng bạo lực chuyên cho anh em câu máy điện. Rồi, để xếp vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Xếp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi cũng clip xếp lên á thì anh em cứ gửi shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Nhất lên cho mọi người một cây cần của Suzumi. Thì đây một cây Suzumi, hàng này hàng của Korea nha mọi người, hàng của Hàn Quốc sản xuất. Thì cây này một cây Suzumi phôi carbon, bát của nó là bát Fuji, khoen là dạng khoen cầu, khoen biển nha. Thì cái này một cây chuyên về cho anh em câu đáy, câu máy điện. Nó đánh nó cứng tới 300 và dài 2m1 nha, cứng 300 dài 2m1. Phôi đây, phôi carbon sẵn nha mọi người. Khoen nó đây, khoen còn rất là mới, tổng thể cần còn rất là ok ha. Thì cây này đã được shop đi chỉ là cây khoen này, khoen này do nó bị chóc chỉ và shop ta đi chỉ và kêu lại, thì cần sao thì báo anh em vậy. Tổng thể cần còn đẹp nha mọi người. Đó. Với một cây cần 2m1 mà cứng 300 thế này thì rất là hiếm. Đây, hàng của Korea sản xuất. Cây còn rất là mới. Fan thì chưa bị oxy hóa luôn. Tất cả fan đều nguyên zin nhé. Thì cây cứng 300, dài 2m1, nặng là 440g, đọt là 4.3 ly. Giá cũng khai cây số 1, giá 1.6 triệu mọi người. 1.6 triệu cộng ship cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên tiếp cho mọi người một cây cần dít, một cây dít điển máy ngang, một cây dít điển máy ngang. Cây này của hãng hãng của Mamisa. Cây này của sản xuất tại China nha mọi người. Hàng sản xuất tại China, xuất cho thị trường Nhật. Thì cây này một cây cần máy ngang nhé. Bát là bát Fuji tam quan, fan là fan Fuji zít, phen bóm nhá, phen xít chân đen, phen phôi là tổng thể nhìn còn rất là ok ha. Đó, cái này anh em câu dít biển nè, câu đáy, câu máy điện cũng được, máy phen xít thích nhá. Bù xít luôn, bù xít dạng môi chè, tất cả cần còn rất là đẹp. Phen Fuji nha mọi người. Đó, ok. Thì cái này nặng là 250g, đọt là 3 ly, dài 2m1. Thì cái này tải mồi từ 28 đến 84g, tải dây từ 0.8 đến 2.5 PA, đó, từ 0.8 đến 2.5 nha, tải dây PA. Giá cũng khai cây số 2, giá là 1 triệu thôi nha mọi người, 1 triệu cây số 2, một cái dít điển hay xít mấy ngàn. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 lên cho mọi người một cây cần dít. Thì cây dít này là một cây dít của UFM, một thương hiệu của Mỹ, UFM Powerload. Thì cây này là một cây phôi, của phôi là Bogo, nhưng mà Bogo gì đó, phôi này rất là chắc, chắc hơn cả carbon đó. Thì đây là một cây dít cắm gốc, dài là 1m56 mọi người, dài 1m56, cán cần rất là đẹp luôn. Bát là bát Fuji tam quan nè, fan là fan Fuji zít, phen ba chân nhé, rất là chắc, phen chân phen gần rất là mới luôn nè. Đó, hàng thì nguyên zin với mọi người nhé. Đó, càng rất là đẹp, ngoại hình cái này ra tầm khoảng 95% nhé, rất là mới luôn. Bu là bu Fuji môi trời, bu bao xịn nhé. Thì cái này nó sẽ dài là 1m56 nhé mọi người, dài 1m56, nặng 170g, đọt của nó là 2 ly 9 nhé, đọt 2 ly 9. Và cái này nó dít mát của nó sẽ là 115g nha mọi người, 115g, tải PE của nó là PE từ PE số 1 đến PE số 3. Rồi, giá công khai cái số 3, giá công khai là 2.7 triệu nha mọi người, 2.7 triệu cộng ship cái số 3. Thì cái này thích hợp cho anh em nào câu dít điển nè, đó, anh em câu thôi, anh em câu chích bè, chích ghe, đó, chỉ 1m56 thôi, rất là nhỏ gọn và tiện nhé.
Tiếp theo cây số 4 thì cây số 4 lên cho mọi người vẫn một cây UFM hàng của Mỹ. Đây đó. Cán vẫn là cán màu hồng nè mọi người đó. Phôi vẫn là phôi Bogo đó. Phôi rất là đẹp, phôi rất là xịn luôn. Phen vẫn là phen Fuji Fuji Sit phen 3 chân. Bát cũng là bát Fuji Gon nhé. Bát Gon, bát Fuji. Phen nó đây đó. Phen còn rất là mới nha mọi người, chưa có dấu hiệu oxy quá luôn đó. Fuji thôi thì bao chắc rồi đó. Phen ok, xịn sò. Ba chân hết nha. Phen xịt hết, nguyên bộ. Bu thì mua bao chè đó. Bu con chè đó. Đây. Sứ rất là dày nha. Cái cây này anh em dứt biển là khỏi chê đó. Còn thôi anh em có thể câu ngâm, câu ngâm dặn câu chim bè, chim ghe đó. Rất là nhỏ gọn và tiện. Thì cây này nó dài là 1m89 mọi người, dài 1m89, nặng là 208g. Và đọt cây này là 2 ly 9 nha, đọt 2 ly 9. Thì cây này nó dứt mát là 100g. Line của nó, bè của nó từ bè số 1 đến bè số 3. Rồi, giá công khai cây số 4, giá là 2.8 nha mọi người, 2.8 cộng ship cây số 4, cần cũng còn rất là đẹp nhé. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên tiếp cho người quẳng một cây UFM. Thì cây này còn túi luôn nhé, còn túi zin luôn. Thì cây UFM này là một cây cần dứt biển, chuyên về anh em câu đải, câu ngâm, câu trên bè. Thì cây này dài 1m8. Dít mát của nó là 140g. Thì cái này anh em có thể câu trên bè mà anh em dạng đánh dồ đếm á, đánh cái dồ đếm, cái cha, con ngâm á, đánh bao lực thì bao phê. Bè của nó là bè mát từ bè số 2 đến bè số 4 nha. Phôi vẫn là phôi Boro. Cán còn rất là đẹp. Thì cái này độ mới tầm khoảng 95% nha, rất là mới. Phen của nó là phen xít nha, phen xít, phen còn rất là ok luôn. Keo chỉ là nguyên zin, bát vẫn là bát Fuji. Phen đây, phen Fuji 3 chân, keo chỉ nguyên zin nhé, rất là đẹp, hồi mới cực kỳ. Thì cái này dài 1m8, nặng là 210g nha mọi người, nặng 210g. Đọt của nó là 3 ly, đó. Đọt là 3 ly, 3 ly, 3 ly 1 nha. Bu nó đây, sứ cực kỳ dày ha. Và nó tải mát của nó là 140g đó. Càng rất là đẹp luôn. Rồi giá cũng khai cây số 5, giá là 3 triệu những người đó, 3 triệu với cây số 5, càng rất là ok đó. Còn tủ zin luôn. Đây. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 và cây số 7 là một cặp nha mọi người, một cặp như nhau luôn. Thì sẽ đặt thông số một cây thôi. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây cần dít. Thì cây này một cây cần dít tấm gốc của Daiko, một dòng cần nội địa nhé. Thì cây này dài sẽ là 1m8 nha mọi người, dài 1m8. Phen của nó là phen Fuji Sit, dạng phen bấm, chân đen. Bát của nó là bát Fuji, tam hoàng. Thì dòng Daiko nội địa của Nhật. Này rồi, đây cô ha, nội địa. Thì cái này nó dài 1m8 và dít của nó là từ 30 đến 80g. Lại của nó từ bè số 1 đến bè số 3 nha mọi người. Đó, nặng là 228g, đọt 1 ly 8. Thì tổng thể ngoại hình thì cái này nó gây vào tầm khoảng 93-95%. Đó, càng rất là mới. Đây, phen Fuji 30, phen chân đen, phen bóm. Phen đề ba là phen ngược nha mọi người. Đó, phen như đây. Đó. Mấy cây này dứt cực kỳ phê luôn. Đó. Anh em câu trụ điện không thôi, câu dứt biển nè. Đó. Có thể câu bè cũng được. Câu trên bè, câu ghe. Fuji ha, tổng bu của nó là bu chống sẵn nha mọi người, bu chống sẵn, bu Fuji luôn. Đó. Rất là xịn. Phôi là phôi carbon. Thì cần đây cô mà khỏi bàn đó. Rất là đẹp, keo chỉ là nguyên zin nha mọi người,
Rồi, giá công khai cây số 6, giá là 2,7 triệu nha mọi người, 2,7 triệu cây số 6. Và cây số 8 cũng vậy, một cặp nhé. Cây số 8 vẫn là 2,7 triệu luôn nha mọi người. Đó, cần rất là mới. Đây cô, hàng nội địa. Đây. Dài 1m8, nặng là 228 g, độ bọc đi 8. Dích từ 30 đến 80 g, be từ be số 1 đến be số 3. Đó. Cục xì ha. Cần phôi phen thì cỏ che qua được. Mấy cái này đọt nó nhỏ nhỏ thế mà dứt kịp phê nha. Đồ nảy nó cực kỳ cao. Hàng đây cô thì chắc khỏi bàn. Đây, test cho mọi người xem luôn. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 2,7 triệu luôn nhé. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 và cây số 9 vẫn là một cây hàng của Daiko, hàng nội địa. Cây số 8 lên cho mọi người một cây cần Daiko, hàng nội địa. Một cây cần dài là 2m, dài 1m98 nha mọi người. Dài 1m98. Và đây một cây hàng nội địa, hàng của Daiko. Chuyên về đánh bạo lực. Đó, một cây Daiko đánh bạo lực. Đây, Daiko. Đó, một cây Daiko đánh bạo lực. Thì cái này độ mới ra tầm khoảng 93% nha mọi người. Đó. Fan của nó là fan Fujitsu. Đó, Bata Bata Fuji. Đặc biệt là cái này fan đề 3 của nó là fan đề 3 40 mọi người, 40. Đó. Thì fan là nguyên zin, keo chỉ nguyên zin nè. Rất là đẹp. Đó, fan 40. Đó. Thì hàng nội địa mà, fan nó nhìn cực kỳ ngầu ha. Ngầu và sướng, rất là dày luôn. Đây. Keo chỉ đi cũng cực kỳ ok. Cần thì nguyên zin này. Đó, khỏi bàn. Đây, cho anh em xem bu của nó. Đây. Bu cực kỳ dày ha. Đó. Đây, phen nó đây. Đó, nguyên zin nguyên bộ luôn. Bá tầm bát phu si. Đó, tam quan. Thì cây này nó dài 1m98 và nó dích từ 35 đến 120 g, dích mát của nó là 170 g nhé. À, cái này anh em câu đáy này thả ra. Lực tải của nó là 10 kg. Thì cái này nó tải dây từ dây 25 đến 30 lb nha mọi người. 25 đến 30 lb, hàng Daiko nội địa Nhật, rất là xịn ha. Mát là tới 170 g, dít này thả ra luôn. Đó, anh em có thể câu ngâm, dạng câu ngâm, câu dùng đếm đánh bạo lực. Đó, câu trên bè trên ghe rất là cứng nha mọi người, đè nó dạng không cong luôn. Đó, rất là cứng. Rồi, giá cũng khai cây số 8, giá là 3,3 triệu nha mọi người. Đó, 3,3 triệu cho cây số 8. Tiếp theo cây số 9, thì cây số 9 lên tiếp cho mọi người quẳng một cây Daiko. Đó, cây số 8 còn túi nha mọi người. Đó, cây số 9 là không có túi nè. Một cây Daiko nội địa. Đó. Thì cũng vậy thôi, một cây Daiko nội địa. Fan đề 3 của nó vẫn là fan 40 nha mọi người. 40, 30, 25 hay gì đó. Đây. Fan đề 3 là 40. 30. 25. Đó. Fan cực kỳ dày và chắc nha. Phôi vẫn là phôi carbon. Bass là bass Fuji. Fan là fan Fuji, fan nguyên zin nhé. Thì cái này dài là của nó là 2m1 mọi người, dài 2m1. Đó. Chuyên về cho anh em nào câu dích biển nè, câu ngâm, câu bạo lực. Cần này thì nó có xây sát nè. Cái này xây sát do quá trình vận chuyển mọi người, cái này dạng sơn bóng thôi, không ảnh hưởng gì. Đó. Tổng thể ngoại hình cũng được xem đánh giá ra tầm khoảng 90-93% nhé. Bu nữa đây, bu xít nhé, bu cực kỳ dày. Đó. Đây, cho mọi người xem cái bu nó. Bu dày cui luôn ha. Phèn nó nhìn từ xa đây. Đó. Căn nội địa người ta làm cực kỳ sắc sảo. Thì cái này nó dài sẽ là 2m1 nha mọi người, 2m1. Chích mát của nó là 170 g, tải mát là 10 kg. Tải dây từ dây bia dây 25 đến 30 lb. Đó.
đây thông số của nó. Thì căn này thì nguyên zin, chưa độ chế, chưa keo chỉ gì lại hết. Thì cái này nặng là 380 gram, đọc là 3 ly 4 mọi người, đọc 3 ly 4, dài 21, giá công khai cái số 9, giá là 3,3 triệu nha mọi người, 3,3 triệu cho cái số 9, bằng giá cái số 8, càng cũng rất là xịn nhá, khá là cứng. Đây chấp đè nó không cong, cái này đây đè xuống đây đó. Rồi đó, tổng cộng 9 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chốt lại shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.